V3 ha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay cho các bạn xem cảnh núi khỉ V3 ở Vũng Tàu. Ngoài tới đây vui chơi, cho khỉ ăn và vui đùa cùng với lại mấy chú khỉ. Đặc biệt là hôm nay có gia đình ở trên Sài Gòn xuống. Quay phim làm YouTube á. Trời ơi. À hay em ha. Cơm núi khỉ cho em mượn em xem với anh. Đó. À. Lát chiều lên YouTube coi là có. À. Trên mạng. Hay quá. Gõ cái gì anh? Gõ núi khỉ V3. Dạ dạ, cảm ơn anh. À chú quay lên YouTube. Rồi chiều nay mình gõ núi khỉ V3 là mình gặp nhóm tụi mình. Ý nói về thâu á. Nó tự nhiên Thì từ từ chụp, bây giờ mình lấy cái gì đó mình bỏ ra đây nè, nó bu lại đây. Lấy cái gì? Đậu phộng, đậu phộng. Là mình đưa tiền hả anh? Đậu phộng.
mua đậu phộng. Cái gì? Mua đậu phộng. Dạ 10.000. YouTube thì có lời ghê luôn. Còn con nè. Con đây nè. Anh phải đóng tủ lại. Nó mở hả? Nó mở. Trời ơi, đóng tủ lại mà còn gài chốt nữa. Chú đóng tủ mà chú phải gài chốt luôn thì tụi nó tới. Nó mở. Rồi. Bỏ xuống đường không anh? Ủa nó đâu hết rồi, nó ngoài sau lưng à. Thì biết rồi nhưng mà bỏ xuống đường không? Có bỏ dưới đường. Bỏ dưới đường nó lụm nó ăn à. Đó. Thậm chí con ngồi xuống luôn cũng được. Ngồi xuống luôn. Có con bên kia nữa kìa. Từ từ nó đi. Thì cứ quăng nhiều ra, quăng con bên kia nó ăn. Rồi tay đâu đưa lên. Yeah 2 3. Yeah 2 3 tay đâu đưa lên đó. Tay đâu đúng rồi. Cho gì nó ăn đó à. Anh à. Em gửi ra anh gửi em là 10.000. Dạ được, nay mình ăn mà. Đây là thức ăn của mình. Nó sợ luôn. Nó nói có con gì mà kỳ quá. Đồ này xuất hiện đâu bự. Xin giờ xe. Xe nha. Lát chiều mở cái tin mới mà ở Sài Gòn là có.